Giá heo hơi hôm nay 19 tháng 8, tiếp đà giảm giá heo hơi tại miền Bắc. Giá heo hơi hôm nay 19 tháng 8 ghi nhận, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc giảm nhẹ ở một vài nơi trong ngày hôm nay. Theo đó, giá heo hơi được ghi nhận tại tỉnh Yên Bái là 59.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg, cùng với tỉnh Lào Cai, thấp nhất khu vực. Cùng mức giảm trên, heo hơi tại Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam và Vĩnh Phúc được thu mua ở cùng mốc 60.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 59.000, 61.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới về giá so với ngày hôm qua. Cụ thể, 60.000 đồng 1 kg là giá heo hơi cao nhất khu vực, tiếp tục có mặt tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Ngược lại, thương lái ở Bình Định và Đắk Lắk cùng thu mua heo hơi với giá thấp nhất khu vực là 57.000 đồng 1 kg. 58.000, 59.000 đồng 1 kg là khoảng giá thu mua đang có mặt tại các địa phương còn lại. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 57.000, 60.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam, tại miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng 1 kg trong ngày hôm nay. Trong đó, Cà Mau và Tiền Giang cùng hạ nhẹ một giá xuống còn 58.000 đồng 1 kg. Cùng mức giảm trên, Sóc Trăng đưa giá thu mua heo hơi về mức thấp nhất khu vực là 56.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 56.000, 59.000 đồng 1 kg.